Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự tu Thánh đế khổ, cũng khuyên người khác tu Thánh đế khổ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu Thánh đế khổ, hoan hỷ khen ngợi người tu Thánh đế khổ, nên tự tu Thánh đế tập diệt đạo, cũng khuyên người khác tu Thánh đế tập diệt đạo, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu Thánh đế tập diệt đạo, hoan hỷ khen ngợi người tu Thánh đế tập diệt đạo này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ ca tột thì nên tự tu tám giải thoát cũng khuyên người khác tu tám giải thoát thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu tám giải thoát hoan hỉ khen ngợi người tu tám giải thoát, nên tự tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng khuyên người khác tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoan hỉ khen ngợi người tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự tu pháp môn giải thoát không, cũng khuyên người khác tu pháp môn giải thoát không, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu pháp môn giải thoát không, hoan hỷ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát không. Nên tự tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người khác tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoan hỷ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự viên mãn bậc cực hỷ, cũng khuyên người khác viên mãn bậc cực hỷ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn bậc cực hỷ, hoan hỷ khen ngợi người viên mãn bậc cực hỷ, nên tự viên mãn bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân cũng khuyên người khác viên mãn bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoan hỉ khen ngợi người viên mãn bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân